We're gonna have dinner at this restaurant. It's right on the water, right? Có. Họ để đây, họ drop đây để cho mọi người lại valley đó. Tính để đó đấy cho họ để cho khỏe. Tại vì tụi valley này nó biết chỗ đâu, nó có chỗ của nó rồi. Còn mình đi giờ đi kiểm họ để đó đấy cho dân dân ra cho tiền lại được. Rồi, rồi bây giờ hai vợ chồng Tính đưa cả gia đình mình đi tại nhà hàng nằm trên biển nè, ăn seafood, ăn hải sản nè, rất là đẹp. Yeah, you got a video. Good. Palm, wet palm beach và thành phố này rất là lớn, mình thích lắm. Nhưng mà có điều một cái là hơi xa, lên ta quá, mà lên lại xe đi về này mất chín mươi tiếng xa quá. Cho nên gia đình khi nào về đây chơi cũng đi máy bay bay về. Hoa này dùng hoa Việt Nam vậy? Việt Nam còn loài hoa này đấy. Em thấy đây là mới một góc đồ của nó thôi đó, cho em đi hết cái web farm đấy không? Web farm hết rồi. Đẹp chưa? Đó, mát thì sơ sạch sẽ chứ. À, gia đình ra đây ăn tối đây. Ở nhà hàng ngay trên bờ biển này. Thế tại còn chưa tính lại cái table đấy. Em có lại cho thấy không? Em đi đâu? Này đi đâu? Lại thấy bố đi, thấy bố vào đó. Lại chưa tính lại thấy bố chứ?